vị và bạn, hôm nay là mình biết thêm một cái tiệm cua, cua gì năm bắn sát, cua gì ba khoảng vài chục mét thôi. Đó là ở địa chỉ 579 đường Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5. Đây là con đường một chiều Nguyễn Trãi nè. Ở phía trước mặt mình bên đây, cái dù là bên tay phải là hẻm 565. Thì ba thường hay bán trong hẻm đó vào buổi trưa. Hôm nay có một cái gì năm này cũng bán cua Cà Mau luôn, cua nhỏ hơn một xíu thôi. Đây mình sẽ cho mọi người thấy được là cái mâm cua Cà Mau của dì năm này cách mâm cua của dì ba bao xa nha. Đây đoạn đường Nguyễn Trãi nè. Mình đi khoảng 5 mét thôi là tới con hẻm 565. Con hẻm này dì ba thường bán cua vào mỗi buổi trưa đây. Đó, thấy không? Đây là rất là khác nhau thôi. Anh này mới mua số cua là bao nhiêu tiền anh? Khoảng 1 triệu em. 1 triệu mấy? 1 triệu. 1 triệu đúng rồi anh. Anh ở nhà anh ở đâu lên đây mua vậy anh? Anh Bình Thạnh. Anh Bình Thạnh hả? Tại vì sao anh biết mâm cua của dì ba ở đây anh? Đó, anh đọc trên mạng á. Đó, lần đầu tiên anh ăn đây luôn à? Đúng rồi. Nói chung chắc anh hơi thấy người ta nên anh giành giật, không có giành giật mà hơi người ta nên tới cũng có liền. Đúng rồi, tưởng là đi về tay không rồi chứ. Đây là ăn cua bà, chị em bà đâu? Nhà này bao nhiêu ký vậy ba? 40 ký, thấp rồi hả? Hai con cuối cùng của con cua gì ba? Hai con kìa. Sau khi lục ra là còn hai mấy gì ba? 27, 28 gì đó. 28 tỷ. Đồ luôn nguyên một bao quá trời chi. Hai con nữa đi, con chị Diễm. Hai con nhiêu kìa. Tại sao hôm nay bà trễ luôn mọi ngày thường mọi ngày? Trễ là tại bằng nhiều quá đó, bằng mệt. 2-3 thử á. Gì năm con này có là tính ra là bao mới bán ngày đầu tiên thôi. Ra tiền 35.000 là 63 tuổi rồi. 260. Con này là 260 cô ba ăn nhớ. Bỏ gì 260 gram thôi. Tính ra này là ba con là khoảng ký. Lặt lên thì nó mới bò. Lặt lên. Lặt con cô này. Cho đúng tí. Ba con có cái lặn thôi, có dây nữa. Ký tươi là cô bán bao nhiêu? 350 thế à? Đó, đây là cô bán 350 một ký thôi. Này là thấp hơn người bán
cua Cà Mau gì nè, có thằng em ở chỉnh nó gần nó mới đưa lên không? Dạ đúng rồi, dễ mà tắt ra luôn hả? Dạ, dạ diêm đập ra ngoan tại chỗ luôn đó. Vậy thôi à, không đập nữa cô. Rồi gì có cái gì đập ra không, cái càng ra không? Chị bán đầu tiên này thì bán được con cua thịt thôi, không có cua gạch. Đây là cái mông cua của dì Năm đây, đây cua toàn cua thịt không, rất là chắc, thịt còn ngon nữa, màu cũng đẹp như cua dì Ba luôn. Đó đây mọi người thấy rõ hơn này, nó càng cũng to nữa. Thì mình hấp tại chỗ dạ. Hay là cái gì yêu cầu mới mốt là cái đồ hấp ở trong này có cây 350 mua sống sống á, cà mau 350 bao ăn luôn á, có một loại vậy thôi hả cô? Cây cua thịt tội tới tháng 10 á con có ăn cua lặt cua chắc thôi, đúng tháng 10 mới vô mới làm cua lặt có cây cua thịt mới bán ngày hôm nay luôn sao thôi cô mới ăn ngày đầu tiên cua hết xong thì cô bán bao nhiêu ký? Bán 550 hả? 550 tại vì mắc vỏ năm mà hấp là một cái lô bỏ dây bỏ vỏ còn nữa cái già không ăn thử rồi cô ngày hấp có nhiêu đây thôi cô hả? À con mới hấp bữa nay mới ra mở ra mới ra giờ nào ai mua muốn hấp cái mình chạy được mình hấp để ăn rồi để ba mười mấy con rồi bỏ cho tụi mình xách về nó bán rồi sáng giờ cô bán bỏ mối cũng được hai chứ mấy hồi đó giờ cô nó ở dưới quê không có bán lại nha, nó cô Cà Mau cái tại sao mình lấy lên đây mình bán cho em nó đỡ có em dễ tầm như ao lên luôn cô lấy của xe ông Hạo á, nó có cái điệu lên á gửi đó đó này mới lấy cái đùng về nè, nó gửi từ dưới lên tối nó gửi sẵn lấy có bữa tiêu chanh cô làm sẵn ai mua rồi mình cho nó bình nó muối tao coi nó không lọc nó tắt về ta xài thôi. Cho con coi muối đó hả cô, có đặc biệt không cô? Ai biết cô có bao ăn không cô? À, bao đó để bạn đó, bao ăn cái gì đổi lại trả mà mình rồi mình bán có bao có uy tín con mới bán được. Bao ăn hả, cái em nó không chịu đổi mình là phải đổi thôi, vừa ý tao mới mua đúng không? Bữa nay cô này nay cô thịt không mà chỉ gửi lên cô 179 nguyên trại các bạn mới lên mới nụ mới tiền à. Ở đây là rất là đặc biệt, rất là khách nào muốn hấp liền thôi không có thịt cua là phải chạy cái cua này sao cái gì vậy rồi trong ngán này hấp rồi tại vì nhà đây mình nhỏ em đang nửa cái xuống cua còn sống chín cái đúng mùa năm đúng mùa nồi năm mình 100% là cua Cà Mau đúng không? Bảo đảm bảo đảm hỏi ông Hạo lấy bên ông Hạo về con biết lên đây á là người ta mở ra người ta ban có cái dây khác còn ở dưới là cái dây vậy nó dưới nó vậy này nó còn sống nha mọi người cái khác là thấy không? Ừ. Cái cua Cà Mau chỉ nó có một cọng gì thôi, nó dưới giữa lên cọng gì thôi, còn người ta là một mấy cọng nữa. Đây cua còn rất là khỏe. À, cua mới lên mà nó mới lên liền là ngon, mạnh lắm. Con lên cái con phải nhúng nước cho nó uống. Được, được sao cua hấp được, cua làm sao cho nó chết? Ra đâm trên này nè nó chết. Cua đâm, nó chết rồi mới hấp đúng không? Thôi giờ thôi, đã chết. Rửa trà sạch. Giờ trà sạch cho mình mới hấp. Nhưng mà sao dây nhiều dữ vậy cô? Ít chứ, cái này là ít chưa lắm. Nhưng mà cô bán để nhà, bán tới nhà ai có nhu cầu mình bán. Cái tí người ta lại mua sống, bán sống là đi nhà mình bán. Có nhiều người ta cũng muốn mua, chừng nào ta luộc, con hiểu không? Chắc ăn hơn. Càng cua rất là to. Cái tiêu con ăn còn có nó cầm hát vậy, nó nặng cái con lùng. Cua hay nhỏ nhưng mà nó càng rất là bự. Càng cua to không? Cô ơi, cô tên gì vậy? Cô tên gì vậy? Cô để gì Năm. Gì Năm à? Dạ. Gì Năm bán cua. Này nó mạnh lắm. Đầu tiên mình cô bán ra luôn hả? À, ngày đầu đi bán luôn. Dạ. Chứ mình cũng không. Em nó biết cua dưới mình ở trên này mình nói đâu có ra ăn ở đâu mình đâu có gành cua chỉ có nó biết cua Cà Mau đưa lên thôi. Ừ, lỡ mình bán ế sao? Hả? À,
này chị qua chạy chợ qua hàng xanh con cũng bán kịp vậy, bán sống vậy cũng ngờ được. Ngày xưa giờ lâu lâu có nhỏ em giờ nhỏ em của chị là nó lâu lâu nó mùa cua là nó chạy thẳng qua hàng xanh đó bạn. À bán tươi bán sống ngoài đường. Tươi hàng xanh luôn, nó vô hàng xanh bán cua thì chắc chắn. Đầu tiên nói với cái bạn cua bạn mặt bà hay mình đó lương. Nó đưa cái cua vậy lên, coi như em nó đưa nhậm qua với nay là hai chuyến rồi, nhậm qua bán nó xuống mình hết rồi. Là nhờ người em dưới Cà Mau gửi lên đây mình bán. À, còn dì Năm là ở đây, dân thành phố hả? À, dì Năm dì có mấy người con? Dì Năm ở nhà năm ba đứa. Đứa giờ lớn đi đâu hết rồi, không phụ dì Năm bán? Có thằng con của Năm nó đang làm việc sắp cưới vợ rồi, làm cho người bạn người ta mình. À, là một mình dì Năm bán rồi kiếm sống vậy hả? Sống vậy chứ giờ con cũng được. Hai đứa kia có gia đình với con. Rồi trước đó dì Năm buôn bán cái gì? Năm bán bún xào, tới bữa mùng 1 Tết qua là nó bán bún xào chai ngay cái đầu hẻm nhà mình đó. Đầu hẻm 565 này hả? Không, đầu hẻm ở bên nhà ngoại bệnh đó, ở quận Tân mình đó. Hả à, người cá bên rầm là không có bán mấy này, rầm mình có xanh lắm. Rầm là nó ốp, cua nó ốp đúng không con? 14, 15 nó ốp, còn con ăn khoảng chừng mà gần 20 rồi con đi tới là không có bà vợ là mấy ngày đó nó lộn luôn. Con bà cỡ nào cũng con nó cũng ngon, 14-15 có bán với nhà trai của bà. À, đây là cái muối tiêu của cô dì Năm nè. À, giờ mình mua con mình ăn thử tại đây luôn. Con mình so sánh giữa cua dì Năm và cua dì Ba. Dì Ba cũng bán, dì Năm cũng bán sát cua dì Ba luôn à. Đầu cũng hẻm. Cua. À, cua. À, cua. Cua này là thịt nó ngọt hơn. Ngọt ngon thiệt. Ăn cua thịt biết đi. Cua. Cua rất ngon mà 1 kg 1 kg này mình bán mấy trăm ngàn gì năm. Hả? Ký này nè, ký luộc rồi á. Năm trăm rưỡi. Thịt nó ngọt rồi con ha. Hỏi có hỏi cua thì con thử thịt thì rồi đây cũng được không nào rồi. Cái thịt nó ăn vô cái đậm đà thì ăn sao được đúng không? Ai gì Năm bán tại địa chỉ 579 đường Nguyễn Trãi đây sát cái hẻm của ông cua dì Ba. À, dì Năm cũng bán cua Cà Mau luôn bao ăn. Đó, ngồi góc méo đường này. Giá thì cũng bình dân. Cua chưa hấp thì 300 ngàn, còn cua hấp rồi là 500 ngàn. Mọi người có đến mua ăn thưởng thức cua của dì Năm nha. Cảm ơn mọi người đã xem clip. Và đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh của mình nha.